Trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa Bình Dương câu lạc bộ thơ ca số 05 KTDC quyết định về việc khen thưởng chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ cuộc họp bình bầu khen thưởng ngày 30 tháng 10 năm 2022 của câu lạc bộ thơ ca, xét đề nghị của ban chủ nhiệm câu lạc bộ quyết định điều 1, tặng máy khen cho 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng câu lạc bộ năm 2022 có tên sau đây: 1. Ông Hoàng Ngọc Xuân, ủy viên ban chủ nhiệm; 2. Ông Phạm Văn Thi, hội viên; 3. Bà Lê Thị Hải, hội viên; 4. Bà Nguyễn Thị Sâm, hội viên; 5. Bà Vũ Thị Đường, hội viên; 6. Bà Phan Thị Thơm, hội viên; 7. Bà Trần Thị Dậu, hội viên; 8. Bà Nguyễn Thị Lợi, hội viên. Điều 2. Tiền thưởng kèm theo lấy quỹ câu lạc bộ chi theo quyết định của câu lạc bộ. Điều 3. Bộ phận tài chính kế toán câu lạc bộ và cá nhân ở điều 1 căn cứ quyết định quy hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ chủ nhiệm Trần Tất Hùng, xin mời chủ nhiệm Trần Tất Hùng và phó chủ nhiệm Nguyễn Long Toàn lên trao quyết định, trao giấy khen cho tất cả những hội viên, mà 8 hội viên mà tôi đã đọc. Vậy quý vị lên có tên trong danh sách lên đi. Thì thua nhiếp ảnh.